đàn em đó hả? Có thơm không em? Dạ. Em xòe tay ra đi. Em bỏ dưới gối nằm cho thơm nha. Thơm quá à. Anh hái ở đâu vậy? Anh ra giường đợi em nha. Em có ngửi thấy mùi ngọc lan thơm ngát không? Dạ có. Với anh, không có mùi hương nào thơm bằng mùi hương tỏa ra từ em. Nghĩ xa tới đâu nữa? Dạ, ông bà chủ. Quá lắm rồi, quá lắm rồi. Mama. Mày đâu? Qua đây. Dạ, lôi nó vô nhà lớn cho tao. Mama. Lôi nó vô trong cho tao. Dạ. Vô đây mày. Ông bà chủ à. Vô. Ma. Mama. Tao có. Đi vô đây đi má. Vô. Đừng mà. Đi. Mama. Thả con ra. Mama. Cậu nghĩ cậu lại mà dám đèo bồng với cô gái nhà này hả? Cái chuyện này tôi nghi lâu lắm rồi. Mama. Nhìn thấy cái ánh mắt tụi nó nhìn nhau là tôi biết ngay mà. Dạ con xin ông bà, ông bà hiểu cho tụi con. Tụi con thương nhau thiệt lòng. Câm miệng. Nghĩa mà đeo chân khác hả? Cậu nghĩ cậu lại. Cậu chỉ là một thằng mồ côi, bơ bất không nhà không cửa. Vào đây cậu chỉ là một thằng làm công mà dám mơ lớn vậy sao? Bà. Mama. Con xin hai người làm ơn chấp nhận tình yêu của tụi con đi mà. Con câm miệng lại đi. Con nói vậy mà con không biết xấu hổ hả? Đứa con gái được sinh ra trong một gia đình quý tộc như vậy đó mà dám đi yêu đương nhăng nhít với người ăn kẻ ở trong nhà. Con có biết là con đáng làm nhục cái nhà này không vậy? Không có nói nhiều. Lôi vô trong, đóng cửa phòng, canh chừng cẩn thận. Dạ. Được mà. Mama. Đi cô chủ ơi, đi vô. Anh Trung. Anh Trung. Con lên. Anh Trung ơi. Buông đồ, lập tức rời khỏi đây ngay. Cấm, không được bén mảng tới đây nghe chưa? Dạ con xin ông. Dù làm trâu làm chó cho ông con cũng chịu. Chỉ cần ông bà cho con ở lại đây thôi. Con xin ông bà cho con ở lại đây đi mà. Hả? Tôi nuôi con gái tôi lớn khôn lên, không phải để gả cho một kẻ nghèo kiết xác như cậu. Cậu đi ra khỏi nhà tôi ngay. Lôi nó ra ngoài. Dạ, con lại ông đi. Bà, con lại ông bà cho con ở lại đây đi. Con lại ông bà. Ông bà ơi, cho con ở lại đi mà. Con lại ông bà. Đúng là nuôi ông tay áo mà. Thưa bà. Cháu nó sao rồi bác sĩ? Cô ấy chỉ sốt nhẹ thôi. Bà nhớ cho cô ấy uống thuốc đúng giờ. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Anh Trung. Thưa bà, tôi xin phép. Anh Trung. Con à. Con. Con sao rồi bà? Nó đỡ hơn chưa? Nó vẫn sốt ly bì. Anh Trung. Không chịu ăn uống gì hết. Sao mà khổ vậy con? Yêu ai không yêu. Nhưng một thằng mồ côi làm cái gì không biết nữa. Anh Trung. Tâm bệnh là như vậy. Không biết khi nào nó mới hồi phục nữa. Thôi. Thôi được rồi bà. Đi ra cho con nó nghỉ ngơi.
Ngọc Lan. Ngọc Lan, anh nè. Anh Trung, sao anh vô đây được vậy? Anh trèo tường vào. Anh đưa em phát điên lên được. Em cũng vậy, em không thể nào sống thiếu anh. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Ngọc Lan, em có dám bỏ trốn cùng anh không? Được, em đi với anh. Anh không có gì ngoài tình yêu mãnh liệt dành cho em. Anh yêu em và tôn thờ em đến hết cuộc đời này. Chúng ta hãy đi cùng nhau. Em chịu không em? Em chịu. Anh chờ em nha. Anh chờ em nha. Anh chờ. Anh làm nắng nôi mà ra đây làm gì? Em không sao mà. Anh đã nói với em rồi, mấy chuyện nặng nhọc này để cho anh làm. Em làm gì quen mấy cái chuyện tay chân như vậy? Có sao đâu, tập riết cũng quen mà. Không có được đâu nha. Em là một cô tiểu thư, vì anh em đã đánh mất đi cuộc sống quý tộc cao sang. Giờ sao anh có thể để em làm những việc nặng nhọc như vậy? Anh yêu em nhiều vậy sao? Em là nữ hoàng của anh. Cả đời này anh nguyện làm tất cả mọi thứ vì em. Anh hứa sẽ mang đến cho em hạnh phúc. Em đã từ bỏ gia đình, từ bỏ cuộc sống giàu sang để đi theo anh. Bây giờ em thấy em chọn rất là đúng. Anh yêu em, anh sẽ làm cực lực để bù đắp cho em. Đi với anh. Có cái này cho em. Cái gì vậy anh? Coi anh mua cái gì vậy cho em nè. Trà táo đỏ. Anh biết em rất thích uống loại trà này. Lúc ở nhà thấy mẹ pha cho em uống hoài à. Nhưng mà trà này mắc lắm. Tiền đâu mà anh mua vậy? Không sao đâu, chỉ cần em thích, cho dù anh có nhìn ăn nhìn uống, anh cũng sẽ mua về cho em. Em đừng có lo. Anh đừng có chiều em như vậy. Mình còn rất nhiều thứ cần phải chi tiền. Thank you.
Em, chờ anh xíu nha. Nhanh lên ông, vợ tôi đang chờ kìa. Tôi vô trước nha. Ừ, trước đi. Em. Anh mệt không? Không có mệt. Em nhớ anh không? Mình đi về nha. Trà của em đây. Cảm ơn anh. Anh không có tiền để mua loại trà ngon cho em uống. Với lại cách anh pha cũng không giống mẹ em, chắc là không ngon lắm. Em thấy ngon mà. Trà này là trà tình trà nghĩa. Ngon hơn bao giờ hết. Vậy em uống đi. Rồi mai mốt anh sẽ pha cho em uống. Ngọc Lan à. Dạ. Anh có chuyện này muốn nói với em nè. Có chuyện gì vậy anh? Anh không muốn bỏ em ở nhà một mình, nhưng để lo cho con và em, anh cần phải làm việc nhiều hơn. Em thấy anh làm việc ở cảng cá vất vả lắm rồi, anh còn định làm thêm gì nữa? Anh muốn ra khơi, đi biển vài ngày, lương rất cao. Nhưng nguy hiểm lắm. Không sao đâu. Cái mà anh lo là em đang bụng mang dạ chữa như vậy, mà phải ở nhà một mình, không có ai chăm sóc. Nhưng mà bây giờ vì con và em, anh phải kiếm thêm. Nếu như mà anh nhất quyết như vậy á, thì em sẽ ở nhà đợi anh. Lấy anh, em chịu thiệt thòi nhiều quá. Cả đời này anh không sao bù đắp được. Em không sợ thiệt thòi, chỉ sợ là anh không yêu em nữa thôi. Đời này, kiếp này, anh chỉ yêu một mình em mà thôi. Nếu anh mà có sai lời, cho trời đánh anh chứ. Em tin anh mà. Anh yêu em. Em yêu anh. Lan, cô qua thu tiền phòng trọ mà không thấy con ở trong phòng. Con đi đâu vậy? Chú Trung đâu mà để con đi có mình nên vậy? Dạ, chồng con đi biển chưa về. Ờ, vậy chừng nào con mới sinh? Dạ, khoảng 2 tháng nữa. Vậy hả? Mà cô nói cho con nghe, con có phước lắm đó nha. Được chồng cưng hơn là trứng ngỗng luôn á. Cả xóm này ai cũng ganh tị với con hết. Dạ, chồng con ảnh đi biển để lo cho con có đủ tiền lót ổ. Xong rồi ảnh nghĩ chân mình con sao lo cho con nổi. À, mà cô nói cái này, con lo nói chú Trung á ngưng đi biển đi, chứ để có một thân một mình á là khổ lắm đó nha. Dạ. Ừ, vậy thôi cô về, rồi lát nữa con đem tiền qua trả tiền phòng cho cô nha. Ừ, thôi con về đi, chiều con qua ha. Dạ. Thank you.
Nè em cầm đi. Chuyến này trúng đầm mẻ cá thu, cho nên là ông chủ vừa phát lương vừa phát thưởng luôn. Cũng được kha khá. Em cất đi, để dành lo cho con. Nhìn anh đen hơn và ốm hơn nhiều rồi đó. Anh có ra sao cũng không quan trọng, chỉ cần anh lo được cho mẹ con em là anh cảm thấy tràn đầy năng lượng để làm việc. Thôi anh vô trong tắm đi, để em đi bắt nồi cơm. Cứ để anh làm, khi có anh ở nhà em không cần phải làm gì hết. Em sinh con ra anh muốn đặt tên là gì? Con gái thì mình đặt tên là Thanh Trúc, còn con trai mình đặt tên là Quốc Trường. Em thấy có được không? Em thấy hay đó. Trúc, Trường đều cùng dần với tên của anh, em thích lắm. Nếu được em xin cho anh hai đứa nha, một trai một gái. Em thì thích xin nhiều hơn, em muốn xin bốn đứa luôn, hai trai hai gái. Nếu mà kinh tế của mình khá, anh cũng muốn vậy. Em thấy buồn quá. Từ từ thôi em. Sao em thấy buồn? Có con rồi mới thấy thương cha thương mẹ. Em thương con từ khi con còn trong bụng, nên việc em bỏ đi với anh chắc ba má em buồn lắm. Anh biết tụi mình có lỗi rất nhiều với ba má em. Một ngày nào đó anh sẽ đưa các con về tạ lỗi với ông bà ngoại. Thôi em, em đừng buồn nữa. Người ta nói mang thai á, nếu mẹ khóc nhiều thì con sinh ra sẽ có gương mặt buồn đó. Anh tính đi thêm vài chuyến nữa rồi về nghỉ luôn, ở nhà chăm em, chờ tới lúc em lâm bồn. Anh, hay là anh đừng đi nữa. Thôi được, anh sẽ đi chuyến cuối cùng nha. Dạ, em và con sẽ chờ anh về. Thôi em ngủ đi, khuya rồi. Nằm xuống. Từ từ thôi. Anh sẽ ôm em để cho em ngủ thật ngon nha. Con ngồi yên đi, má đang sốt ruột đây nè. Tới giờ này mà ba tụi mày còn chưa về nữa. Anh Trung ơi, anh về với mẹ con em đi, con mình sắp chào đời rồi. Con ngồi yên coi, đừng có phá nữa. Vẫn chưa có tin tức gì hả con? Dạ chưa. Càng trông chờ càng mất tâm. Vẫn chưa có bảo đâu, mà lại nói thuyền bị sóng dữ đánh chìm. Sống ở đây mấy chục năm cô biết lý do gì mà chiếc thuyền bị mất tích chứ. Cô cũng có đi hỏi xung quanh, mọi người trong làng nói là chính quyền và bạn bè đã đi tìm kiếm, nhưng chiếc thuyền nó vẫn mất tích, không ai biết nó đi đâu về đâu nữa. Nhưng mà con sắp sinh rồi phải không? Dạ, chắc còn 2 tuần nữa là con sinh. Con lo quá, bây giờ mà anh Trung vẫn chưa về. Thôi con cũng đừng có lo quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Chuyện gì vậy? Hay là con sắp sinh hả? Tôi chết rồi, còn 2 tuần nữa con mới sanh lận mà. Nhưng mà con so có thể sinh sớm đó. Con đau. Đáng rồi con. Con đợi ba con về đi rồi con hãy chào đời nha. Một mình ba không có lo nổi đâu. Chị giúp em tay. Cô Lan có sao không? Lễ lên, phụ tôi một tay đưa cô Lan về bệnh viện. Sao đi vậy? Nó sắp sinh rồi, lẹ đi, nhanh lên đi. Đi con, ráng lên nghe không. Đưa bệnh viện lẹ đi chị.
con lại khóc nữa rồi. Mới sinh mà khóc hoài á là hư mắt đó. Vẫn chưa có tin tức của ba nó hả? Gần 3 tháng rồi mà không có tin tức gì hết. Con sợ là lạnh ít dữ nhiều. Cô đem qua cho con mấy cái gạo nè. Ráng đi con. Tiền nhà trọ tháng này con còn chưa đưa cho cô nữa. Mà giờ cô đem gạo qua cho con, con làm phiền cô nhiều quá. Thiệt tình á là cô cũng không nỡ đuổi con đi. Con của con á còn đó hỏn như vậy nè. Cô giúp con được cái gì á thì cô giúp. Tiền anh Trung đưa dành dụm để mà sinh em bé, giờ con xài cũng sắp hết rồi. Con không biết phải xoay sở làm sao nữa. Con yếu đuối như vậy biết làm gì mà sống. Con thì còn nhỏ, mẹ thì yếu như vậy. Con thấy bế tắc lắm. Nhiều lúc con muốn ôm con nhảy xuống biển mà chết cho rồi. Hai mẹ con đi theo anh Trung còn tốt hơn. Đừng có nói bậy con. Cô khuyên con nên quay về Sài Gòn nương tựa gia đình đi. Con đã cãi lời ba má đi theo anh Trung, bây giờ con không dám về nữa. Không có được, cố gắng lên con. Không có cha mẹ nào mà từ chối con khi vừa mới đẻ chứ. Con thấy có lỗi nhiều với ba má con lắm. Làm sao mà con dám đối diện với họ. Con hãy vì con của mình mà làm tất cả mọi thứ. Cố gắng lên con. Dù có bị cha mẹ la mắng như thế nào cũng ráng mà chịu. Không có sao hết đó. Miễn làm sao mà hai mẹ con có nơi nương tựa là được rồi. Mua giùm tôi tờ giấy số. Không mua cô ơi. Chú. Ờ, để gọi có số gì. Dạ. Tôi lấy 2 tờ. Dạ. Em ơi, chồng đi nước mía em ơi. Tiền đem gái. Dạ, cảm ơn. Anh ơi, anh mua vé số đi. Cái bà tao. Dạ. Cô, con cứ ăn mì vậy sao? Làm sao có sữa mà cho con bé nó bú? Dạ, con khô sữa rồi cô. Ăn uống thất thường, đầu óc thì lúc nào cũng căng thẳng lo lắng, nên hết sữa rồi. Vậy bây giờ con bé nó bú sữa ngoài hả? Nhưng mà con không có tiền mua sữa bột, con chỉ cho nó uống sữa hộp thôi à. Phải chi ba nó còn ở đây á,
thì hai mẹ con đâu có đến nỗi như vậy. Đến giờ này thì không còn hy vọng gì nữa. Nếu về thì đã về rồi, còn không thì chắc giờ này cũng đã nằm dưới biển rồi. Con vẫn hy vọng một ngày nào đó anh Trung sẽ quay về với mẹ con. Anh sẽ không để cho mẹ con bơ vơ như vậy. Cô qua đây lấy tiền phòng trọ để đóng tiền học cho con. Con với cô thì chỉ có thể bớt chút đỉnh tiền phòng trọ cho con thôi, vì cô còn phải nuôi mấy đứa nhỏ nữa. Dạ, con hiểu mà. Con cảm ơn cô nhiều. Lát nữa con đem qua cho cô nha. Từ một cô tiểu thư giàu có, giờ phải đi bán vé số, thiệt là tội nghiệp cho con quá. Vì con gái của con sẽ làm tất cả. Bây giờ Trúc là nguồn động lực lớn nhất để con tồn tại trên cõi đời này. Thành Trúc, con có nghe mẹ con nói không? Sau này lớn lên á, nhất định con phải có hiếu với mẹ con, nghe chưa? Chỉ tội cho bé Trúc, con nhỏ quá mà ngày nào cũng phải theo con lang thang ở ngoài đường hết. Thiệt là tội nghiệp cho hai mẹ con. Cô không biết làm sao để giúp con đây. Nhìn hoàn cảnh của con á, bây giờ bị đát quá. Con chưa từng nghĩ mình sẽ lâm vào cảnh khốn cùng như thế này. Từ bé tới lớn sống trong nhung lụa, chưa từng làm động tới một móng tay. Cô rất ngưỡng mộ tình yêu của Trung và con. Nếu như Trung không có xảy ra chuyện gì thì hai vợ chồng rất hạnh phúc khi có đứa con này. Bây giờ mẹ con có khổ đến cỡ nào cũng sẽ chờ đợi anh Trung trở về. Chỉ mong là anh Trung bình an quay về. Ráng lên con. Chị ơi, mua giúp em tờ vé số. Không mua đâu em, không có mua đâu. Anh ơi, mua giúp em tờ vé số đi. Ủa, vậy cậu Trung hả? Anh Tư ơi, cho em hỏi thăm chiếc thuyền mà bị mất liên lạc á, anh có thông tin gì không anh? Lâu quá rồi, chắc là mồi cho cá rồi, hy vọng gì nữa em. Không, không thể như vậy được. Chắc là không còn sống đâu, còn gì nữa đâu mà chờ. Thôi gửi tiền nè. Dạ. Sữa nha.
thôi mà má thương con gái nha. Nín đi, nín đi con. Ôi, thương, 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 thương. Ôi, ôi nha, nín đi má thương mà. Má biết rồi. Thôi mà. Cô ơi, cô có sao không cô? Đưa đứa bé đi, để tôi. Cô vô đây. Con tôi đâu? Con ngồi xuống đây đi nha. Ngồi xích vô, cẩn thận đó. Nè, cô uống miếng trà đi. Cô có sao không? Con tôi. Nè, hình như cô mới sinh em bé hả? Tại sao đi làm sớm vậy? Không đi làm á thì biết lấy gì mà sống. Tiền ăn, tiền gạo, tiền sữa, rồi còn tiền nhà trọ. Vậy ba của đứa bé đâu? Ba đứa bé đi tàu lớn đánh bắt cá, rồi từ đó tới nay không có thấy về. Trời, bây giờ cô không có nên ra đường. Con bé thì còn rất nhỏ, sức khỏe cô lại yếu. Lỡ ẩm con bé đi làm như vậy, có chuyện gì cô tính làm sao? Tôi có bị sao tôi cũng không sợ hết á. Tôi chỉ lo cho con tôi thôi à. Cô phải có sức khỏe thì mới lo cho con bé được chứ. À, hay là cô ở lại đây đi, chăm cho con bé lớn, có sức khỏe tốt rồi hẳn đi làm. Nếu như cô không đồng ý thì coi như tôi chưa nói gì ha. Tôi không có nghĩ ngợi gì đâu. Tôi cũng hơi thiếu thốn, nhưng mà chúng ta có thể chia sẻ, đừng mọc lẫn nhau. Trời, bây giờ cô không có nên ra đường. Con bé thì còn rất nhỏ, sức khỏe cô lại yếu. Lỡ ẩm con bé đi làm như vậy, có chuyện gì cô tính làm sao? Tôi có bị sao tôi cũng không sợ hết á. Tôi chỉ lo cho con tôi thôi à. Cô phải có sức khỏe thì mới lo cho con bé được chứ. À, hay là cô ở lại đây đi, chăm cho con bé lớn, có sức khỏe tốt rồi hẳn đi làm.
Ờ, nếu như cô không đồng ý thì coi như tôi chưa nói gì ha. Tôi... tôi không có nghĩ ngợi gì đâu. Tôi cũng hơi thiếu thốn, nhưng mà chúng ta có thể chia sẻ, đừng mọc lẫn nhau. Mẹ con tôi thấy phiền anh lắm. Không có sao đâu, tôi giúp cô, rồi cô giúp lại. Hai mẹ con cô có thể ở phòng kế bên. Đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Chúng ta là người cùng cảnh ngộ. Thú thật với cô, tôi cũng gà trống nuôi con. Tôi có một đứa con trai, vợ tôi cũng bỏ đi lâu rồi. Gặp nhau là một cái duyên, trợ giúp nhau là cái tình, cái nghĩa. À, nói chuyện nãy giờ mà tôi chưa có biết tên anh. Tôi tên là Ngọc Lan, con gái tôi tên là Thanh Trúc. Tôi là Võ Học. Con bé xinh ha. Anh Trung ơi, hiện giờ anh đang ở đâu? Mẹ con em mòn mỏi mong chờ anh về. Con đang đói sữa, đau ô. Em chăm sóc nuôi nấng con mà không thể làm ra tiền. Không lẽ mẹ con em sẽ không còn nhìn thấy mặt anh trên cõi đời này nữa? Không, không thể nào như vậy được. Em quyết định sẽ có một lối thoát để mẹ con em tồn tại mà chờ ngày anh về. Lan à, cô chủ. Nè, sao mấy bữa nay á hai mẹ con đi đâu mà cô không có thấy? Cửa thì đóng im lìm như vậy. Dạ, con chuyển vô ở rồi cô. Con qua đây lấy chút đồ, với lại có chuyện gặp cô. Ồ, đưa bà bồng á. Ồ, ngoan nha. Ồ, ngoan bà thương nha. Cô ơi, đây là địa chỉ nhà của con. Nếu như mà anh Trung ảnh có về tìm con á thì cô đưa cho ảnh giùm. Ừ, thôi để cô giữ cho. Dạ. Ồ, ô, 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 bà thương nè. Ồ, ngoan nha con. Nín đi, bà thương nhiều nè. Ồ. Có về tìm con không cô? Không con ơi, cả cái làng này á, ai cũng ngóng trông tin tức của người thân đi biển trên chiếc thuyền của ngày hôm đó. À, cái miếng giấy ghi địa chỉ mà con đưa cho cô á, cô nhớ cất kỹ nha cô. Lỡ anh Trung ảnh về tìm con á. Cô giữ mà, chắc chắn là cô sẽ đưa cho Trung khi Trung về tìm mẹ con của con mà. Ngoan nha. Dạ, vậy thì con cảm ơn cô. Ừ. Nhìn hai mẹ con tội nghiệp quá. Thank you.
Em có chuyện này muốn nói với anh. Là chuyện gì? Em nói đi. Con mình cũng đã lớn. Em muốn gửi hai đứa rồi đi kiếm việc làm. Một mình anh gánh vác cả gia đình vất vả quá. Không có sao đâu. Em không cần đi làm. Anh có thể lo cho mẹ con em được mà. Em ở nhà trông hai con là cũng đã đủ mệt lắm rồi. Em sẽ nhận thêm đồ về may, kiếm thêm để lo cho con. Em cứ làm những gì em thích, nhưng không được quá sức. Anh biết sức khỏe của em không được tốt. Có được em làm vợ là anh hạnh phúc lắm. Em hiểu không? Đi em. Dạ, chị cho em khất tháng này đi. Tháng này em chưa có tiền. Tháng nào cô cũng khất hoài như vậy. Tôi còn đóng tiền học cho con tôi nữa chứ. Lo cho tụi nó tiền học, tiền ăn hàng ngày nữa chứ. Em đi làm mà xưởng chưa trả lương. Họ nợ em nên em mới xin chị. Ngày trước hai vợ chồng chú Trung và cô Lan ở đây, chưa bao giờ tôi phải lớn tiếng. Tới tháng là họ luôn đóng đúng ngày và đầy đủ cho tôi. Thôi được rồi, tôi cho khất mấy ngày á. Dạ dạ, em cảm ơn chị. Nhớ đóng đủ cho tôi nghe không. Chào cô nhận ra con không cô? Cậu là dạ. Dạ dạ con là Trung, chồng Ngọc Lan nè. Trung, trời ơi, Trung chồng Ngọc Lan dạ. Hả? Trời ơi, cậu đi đâu mấy năm nay mà biệt biệt vậy? Dạ dạ cô ơi, cô làm ơn cho con hỏi, mẹ con Ngọc Lan còn ở đây không cô? Hai mẹ con nó về chỗ khác rồi, nhưng cô Lan vẫn thường xuyên tới đây để thăm dò về cậu đó. Nó mà biết tin cậu về là nó sẽ mừng ngất xỉu luôn đó. Vậy cô có biết vợ con giờ đang ở đâu không? Trước đây mà chú đi mất biệt, cô Lan khóc không biết bao nhiêu là nước mắt. Thôi cậu đi theo tôi vô nhà đi, tôi đưa cho cậu cái tờ giấy mà cô Lan gửi cho cậu á. Đi vô nhà. Dạ, đi dạ, lẹ lên cậu. Dạ. Nè ăn đi nè. Giỏi quá. Nè ăn miếng nữa nha con. Sao hả? Đây. À, đứng lại. Chị ơi, cho tôi hỏi. Chị ơi, Ngọc Lan. Anh Trung. Lan. Ngọc Lan. Ngọc Lan. Anh ta là ai vậy? Ta là ai? Thank you.
anh đã lo sợ. Đã từng nghĩ nếu như một ngày nào đó người ấy quay về, gia đình mình sẽ ra sao. Cô Hiếu và anh rất cần em, và hôm nay điều đó đã xảy ra. Hai đứa nhỏ đi ngủ hết rồi hả anh? Ừ, ngủ rồi em. Lan à, em hãy bình tĩnh, từ từ suy nghĩ. Em khóc nhiều như vậy anh thấy xót lắm. Em không biết phải làm sao nữa. Bây giờ em đã là vợ của anh thì anh Trung mới xuất hiện. Có ai học hết được chữ ngờ đâu em. Cứ tưởng là anh ấy không quay về nữa, em cũng đã chờ đợi đủ lâu rồi mà. Anh Trung sẽ trách em nhiều. Sẽ không sao đâu, đã có anh rồi mà. Tại sao vợ của tôi giờ đã là vợ của người ta? Em cứ như vậy hoài, sao anh yên tâm đi làm được? Anh cứ yên tâm đi, em không sao đâu. Thôi, để anh lo cho con, em vào nhà nghỉ đi. Em không sao đâu, em có thể trông coi con được. Người đàn bà phản bội, mới đó mà cô đã quên đi lời thề non hẹn biển năm nào với tôi sao? Anh Trung, chúng ta cần nói chuyện. Anh bình tĩnh đi, đừng có buông lời xúc phạm Ngọc Lan như vậy. Cái gì? Xúc phạm cô ta? Anh biết gì về chúng tôi mà nói? Có thể tôi không biết nhiều gì về anh, nhưng với Ngọc Lan thì tôi biết rất rõ. Người đàn bà đó từng là vợ tôi, nhưng bây giờ cô ấy là vợ của tôi. Tôi không cho anh cái quyền xúc phạm cô ấy như vậy. Thôi đi, hai người đừng có tranh cãi với nhau nữa. Chúng ta có thể ngồi lại nói chuyện với nhau được không anh? Em có rất là nhiều chuyện muốn nói với anh. Không, cô lại định bị đặt hàng tỷ tỷ lý do cho câu chuyện của cô ngày hôm nay sao? Tôi không muốn nghe. Anh đã đi đâu 3 năm qua? Anh có biết em và con phải chờ đợi anh và sống khổ sở như thế nào không? Nỗi đau của cô thấm tháp gì với sự sống còn mà tôi đã phải đối mặt hàng ngày. Tàu của bọn tôi đã bị một cơn bão đánh chìm, một số người dạt vào bờ thì sống sót. Sau đó họ đã chết dần, chỉ còn lại tôi. Thứ nuôi tôi sống sót qua những ngày tháng địa ngục đó là hình ảnh của hai mẹ con cô. Trải qua một cuộc sống khủng khiếp, đánh đổi cả mạng sống của mình, chiến đấu với đại dương, cuối cùng tôi cũng đã về được tới đất liền, hy vọng gặp lại vợ con. Vậy mà cô đã làm cái gì vậy? Sao cô có thể tái hôn dễ dàng như vậy được? Chuyện không có dễ dàng đối với Ngọc Lan như vậy đâu. Anh đừng có hiểu lầm cô ấy. Em đã chờ đợi anh, ngày nào em cũng ra biển để ngóng chờ anh trở về. Cô đúng là người quá tệ bạc.
tôi đã yêu và tôn thờ cô. Vậy mà cô đã giết hết tất cả hy vọng của tôi. Giờ thì tôi không còn hy vọng gì để sống nữa. Nó là con gái tôi. Đúng rồi. Đây là Thanh Trúc. Em đã đặt tên con đúng ý mà anh muốn đó. Đúng rồi. Thanh Trúc, cha này con, lại đây với cha. Lại đây với cha này con. Nín đi con, nín nha. Ba mẹ ở đây nè, ba mẹ ở đây nè con. Có mẹ đây nè con. Nín nha con. Ngoan ngoan. Nín đi. Nín nha con. Ba mẹ ở đây nè con. Đừng khóc nha. Nín đi con. Nín nín, ngoan, ngoan nha con. Ba nè, ba nè. Nín nín. Giỏi, ngoan ngoan nha. Nín nha con. Ngoan. Nín nín nha, nín nha. Nín nín nín. Nín nín. Nín nín ba thương. Ngoan nha con, nha con. Trúc, Trúc có ba đây nè. Cả đời vì cô. Sao cô lại phản bội tôi? Tôi hận cô Ngọc Lan. Tôi hận cô. Tôi hận cô. Tôi hận cô. Tôi hận cô. Đi với ba mẹ con. Trúc ơi, Trúc, Trúc ơi, Trúc ơi, Trúc ơi, Trúc. Con tôi đâu rồi? Con ơi con! Con ơi! Con ơi! Trúc ơi! Trúc ơi Trúc! Trúc ơi con đâu rồi? Trúc ơi! Trúc! Trúc ơi! Trúc ơi! Trúc ơi Trúc! Trúc ơi! Trúc ơi Trúc! Anh Trung! Anh Trung ơi! Anh Trung ơi! Anh Trung! Anh Trung ơi! Anh có anh Trung đây ơi. Không anh Trung? Anh Trung! Anh Trung! Ủa? Lan có chuyện gì vậy? Cô có thấy anh Trung ảnh về đây không cô? Không. Từ hôm mà cô đưa cái giấy địa chỉ nhà của con cho Trung á, là nó đi luôn rồi, nó không có về nữa. Chết rồi. Anh bắt con gái của con đi rồi. Hả? Cái gì? Sao nó lại bắt con gái của mình? Cái thằng này á. Chuyện dài dòng lắm. Cô ơi bây giờ, nếu mà anh Trung ảnh có bồng con bé về đây á, thì con nhắn là anh chờ con nha. Con sẽ đi với hai cha con anh. Được. Dạ, vậy nha cô. Con đi đi. Dạ. Dạ, cô ơi, cho con hỏi, cô có thấy đứa bé trong hình này không cô? Tôi không có thấy. Dạ, dạ cảm ơn cô. Chị ơi, chị có thấy đứa bé nào giống như trong hình này không? Tôi không thấy, con hỏi người khác đi. Hỏi bên đây. Mấy anh ơi. Dạ mấy anh ơi, có thấy đứa bé nào giống như vậy đi là không? Dạ không, không thấy cô ơi. Hỏi cô này xem anh. Chị ơi, chị có thấy đứa bé nào giống như trong hình không chị? Không thấy đâu cậu. Đi em.
ăn miếng cháo đi em. Em không thể ăn uống được. Làm sao mà em ăn nổi khi nghĩ tới con em nó đòi em chứ. Bây giờ em không chịu ăn uống gì hết, làm sao có sức khỏe đi tìm con chứ. Tại sao anh Trung lại làm như vậy? Anh chỉ biết trách móc mà không thèm nghe em giải thích một câu nào. Anh nghĩ có lẽ là anh ta yêu em quá nên đâm ra hận thù. Em và con của em không đáng bị như vậy. Tại sao anh nỡ lòng nào chia cắt hai mẹ con em chứ? Tội nghiệp hai đứa nhỏ quấn quýt nhau, giờ mỗi đứa một nơi. Em sẽ đi tìm con em bằng bất cứ giá nào. Anh sẽ đi cùng em, anh không thể để em đi một mình được. Nhưng mà còn bé Hiếu thì sao anh? Mình đâu thể nào bắt con chịu khổ với mình được. Em cứ yên tâm, bé Hiếu anh sẽ đưa về gửi chị Hai chăm sóc. Rồi sau đó anh nghỉ làm, anh với em phải tìm cho bằng được bé Trúc. Đời này kiếp này em mắc nợ anh nhiều. Anh thương em, anh sẽ làm tất cả vì em, miễn sao em được hạnh phúc, đối với anh vậy là đủ rồi. Em yên tâm đi. Ăn miếng đi em. Tôi bán căn nhà này cho chị, tôi cũng tiếc lắm. Tiếc cái gì? Nhưng mà không còn cách nào khác. Tiếc cái gì mà tiếc? Nhà cũ kỹ xuống cấp trầm trọng như vậy mà tiếc cái gì? Dạo gần đây vợ chồng tôi có việc, không có ở nhà thường xuyên nên không có thời gian dọn dẹp, nó mới cũ kỹ xuống cấp như vậy. Nếu chị đồng ý, ngày mai tôi sẽ hoàn tất mọi thủ tục, rồi sau đó sẽ đưa chìa khóa nhà cho chị. Thôi được rồi, mai gặp. Tôi về đây. Vì em mà anh phải bán căn nhà này. Nhà cửa tiền tài chỉ là vật ngoài thân thôi, không có tiền mình còn có thể làm ra. Mất cái tình sâu nghĩa nặng thì tìm đâu ra chứ em. Bao lâu nay anh cùng em tìm Thanh Trúc mà không có thấy tâm tích gì hết. Không biết là cha nó đưa đi đâu, rồi có biết chăm sóc nó hay không. Em đừng có lo lắng mà Lan. Bản năng của người làm cha làm mẹ, ông trời đã phú rồi, nhất định anh ấy sẽ chăm sóc tốt cho bé Thanh Trúc. Em nhớ con quá. Thời gian qua mình đã mắc nợ một món tiền khá lớn. Mình bán xong căn nhà này thì sẽ trả hơn được một nửa. Còn một chút mình về quê nội của thằng Hiếu, vừa buôn bán vừa tiếp tục tìm con nha em. Em không biết phải trả ơn anh sao nữa. Vợ chồng mà, nói chi hai từ ơn nghĩa hả em. Em phải mạnh mẽ lên, phải hy vọng có một ngày nào đó tụi mình sẽ tìm được con. Tội nghiệp thằng Hiếu, vì chuyện này mà nó cũng bị bỏ bê. Em thương con quá. Câu chuyện của vợ em là vậy đó. Bây giờ tụi em quyết định về đây sống, sau đó buôn bán để lo cho thằng Hiếu ăn học. Và nhất là phải tìm được con gái của Ngọc Lan. Thiệt là tội nghiệp cho mợ. Cái người đáng trách là cha con bé, sao mà cố chấp như vậy. 3 năm trời không biết người ta làm gì, sống ra sao với đứa con mọn trên tay.
Ngày đó em bị ngất xỉu trước nhà anh Học. Cũng may là có ảnh cưu mang mẹ con em, chứ nếu không em cũng không biết mẹ con em có sống tới giờ này được không nữa. Cũng là phận phụ nữ với nhau, nghe qua chị rất là thương em. Thôi như vậy nè, hai vợ chồng về đây ở. Cái nhà này là của ông nội thằng Hiếu để lại. Hai vợ chồng về đây sống, rồi chị bày cho buôn bán trái cây. Dạ, nếu được như vậy tụi em mừng lắm. Tụi em cảm ơn chị hai đã thương và thông cảm cho hai vợ chồng tụi em. Nói thiệt, lúc cậu lấy má thằng Hiếu, cả gia đình không ai đồng ý. Mà đúng như vậy, nó thấy em nghèo mà đành đoạn bỏ đi, thiệt là đoán hậu hết sức. Giờ gặp mợ, thấy mợ hiền lành nhân hậu, lại thương yêu con chồng, chị cũng yên tâm. Em cảm ơn chị hai nhiều lắm. Chỉ cần mợ ăn ở phải đạo, biết thương yêu cha con nó, mợ muốn gì cũng được. Chị dễ tính lắm. Dạ. Thôi, hai vợ chồng mệt rồi, xuống tắm rửa đi rồi chị dọn cơm cho ăn. Dạ. Dạ. Đầu từ ngày hôm nay, coi như Ngọc Lan đã chết cùng với người chồng trước và đứa con nhỏ. Kể từ ngày hôm nay, coi như Ngọc Lan đã chết, em sẽ đổi một cái tên mới và sống một cuộc đời mới với anh. Cho dù em mang một cái tên nào khác thì anh vẫn mãi thương em. Hãy gọi em là Bích Hiền. Bích Hiền, anh thương em. Cầu nguyện đi con trai. Cầu nguyện đi con. Dạ. Hôm nay má thằng Hiếu nấu món bò kho thơm quá. Hôm nay là sinh nhật của con, má cố tình nấu món bò kho mà con thích đó. Dạ. Thôi hai mẹ con ngồi đi, để anh qua mời chị hai với thằng Mót. Dạ. Thôi mời, cô hai qua rồi nè. Cô hai qua kìa con. Dạ.
Dạ, con chào cô hai mới qua. À. Dạ, mà anh Út Mót đâu rồi cô? Thôi kệ nó đi con, nó đi chơi chưa có về. Nè, Hiếu à. Dạ. Bữa nay sinh nhật con á, cô chúc con á thông minh, sinh nhật vui vẻ, dạ, rồi học giỏi, dạ, mau lớn nghe con. Dạ, con cảm ơn cô hai. À, nhớ bí mật, chưa có được mở bây giờ, tối vô buồn rồi mở nghe con. Dạ, con cảm ơn cô hai. À, giỏi. Con, hôm nay là sinh nhật 12 tuổi của con. Ba má chúc con học giỏi, có hiếu, dạ, đẹp trai nha con. Dạ, con cảm ơn ba má. Ngồi đi. Cái thằng Út Mót này, sinh nhật của em nó mà nó cũng bỏ đi chơi nữa. Cái thằng đó vậy không á, kệ nó đi em. Ăn xong chút nữa anh sẽ chở hai mẹ con đi chụp hình làm kỷ niệm nha. Dạ, quen hô ba. Thôi ăn đi kẻo nguội. Anh giao xong chuyến hàng này rồi nghỉ nha, đừng có đi nữa đó. Được rồi, để anh giao xong nhanh nhanh rồi anh về ha. Ủa mà em có thấy thằng Hiếu đâu không? Đi học về rồi chạy qua nhà cô hai chơi với thằng Mót bệnh á. Vậy hả? Thôi anh đi nha. Dạ. Đi cẩn thận nha anh. Ừ, anh biết rồi. Chuyện gì vậy con? Cậu ba bị tai nạn ngoài đường kìa. Hả? Trời ơi. Ở đâu vậy? Bà ba đi theo cậu con ba đi. Trời ơi, ba thằng Hiếu ơi. Tỉnh lại đi ông Học ơi. Cậu ba. Sao không? Trời ơi. Tỉnh lại đi ba anh Học. Ơi. Cậu ba. Anh Học ơi, có sao không vậy? Cậu ba ơi. Ơi. Có sao không ơi? Có sao không vậy? Anh Học. Cậu ba. Anh Học ơi, tỉnh lại đi. Cậu ba ơi, cậu ba. Làm em sợ. Trời ơi, em tôi. Chị cái gì kìa? Cái gì kìa con? Con lấy cái túi cho hai bà kìa. Anh ơi, chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy ba thằng Hiếu? Cố lên đi anh, em đưa đi bệnh viện liền. Nó mua trà táo đỏ cho em nè. Cậu ba. Trời ơi em tôi. Có ai đó không? Bà con của bác ơi, có ai đó không? Cứu giúp em tôi. Rồi cứ cứu lẹ đi. Dạ, cứu đi. Cứu lẹ lên. Có ai đó không? Bà con của bác ơi. Anh Hồng ơi. Anh bỏ mẹ con em ra đi đột ngột như vậy? Làm sao con với em sống mà không có anh? Cậu thiệt là tệ vậy đó. Bỏ đi mà không nói câu nào hết trơn. Má ơi, vậy là ba sẽ không bao giờ về với má con mình nữa phải không má? Còn má đây, má sẽ ở bên con suốt đời. Má sẽ yêu thương con nhiều hơn để bù đắp sự mất mát này của con. Má, con lại ba rồi đi ngủ đi con. Dạ.
Ngủ đi con. Dạ. Ở đó 49 ngày của cậu ba rồi. Má con em không hề tin anh đã chết. Cứ như anh đang ở đâu đó một lúc rồi về. Mợ đừng có đau buồn nữa, mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Thằng Hiếu bây giờ nó chỉ còn có mình mợ là chỗ nương tựa thôi. Chị hãy yên tâm, em sẽ nuôi con nên người. Nói con nương tựa vào em mà sống chỉ có một nửa thôi. Thực ra thằng Hiếu mới là động lực để giúp em sống hết quãng đời còn lại. Thằng Hiếu á, nó sẽ cảm ơn em nhiều lắm, vì nó có người mẹ như em ở bên cạnh nó. Nếu em không mất đứa con gái thì bây giờ em có hai đứa con, một trai một gái rồi chị. Tới bây giờ cũng chưa biết tung tích của con bé sao em? Em vẫn để tâm tìm kiếm nhưng vẫn bặt tin. Số của mợ thiệt là khổ làm sao vậy đó. Lận đận cả hai đời chồng, con cái thì cũng không biết tin tức gì hết đó. Em chỉ nuôi hy vọng là con em nó sẽ hạnh phúc bên ba và được ba nó chăm sóc tốt cho nó. Vì em rất hiểu anh ấy, anh Trung rất là thương con chị à. Về nữa ta. Sao má chưa về nữa? Ừ? Xíu con. Má. Má về rồi. Ừ. Má mệt không má? Hôm nay làm rẫy nhà bà Tám xa lắm. Sao con về sớm vậy? Con giỏi quá. Má có mua cho con cái bánh tiêu nè. Đã quá, cảm ơn má. Má uống miếng nước cho khỏe đi má. Làm khoáng công, con nhổ xong cái con xin bà Tám cho con đi mót khoai cũng được nhiều lắm má coi nè má. Con à, đường xa quá mà sao con bưng chi mà nặng dữ vậy, mệt không con? Con có sao đâu, con khỏe mà. Con mót được khoai con vui lắm. Má, con tính là xắt cái mớ khoai này nè, cái con phơi khô. Ừ. Rồi cái con bỏ vô cơm nấu má ăn nha. Má thiệt tệ, có mình con à mà cũng không có lo cho con được, để con cực khổ như vậy đó. Má, má đừng có nói như vậy, con đâu có thấy cực khổ gì đâu, con thấy bình thường mà. Xíu à. Dạ. Má không có tiền lo cho con ăn học, rồi lại không có tiền lo cuộc sống đầy đủ cho con, mà còn phải để con đi làm lo cho má nữa.
Con có trách má không xíu? Dạ đâu có. Sao con dám trách má? Con cũng học xong lớp 9, cũng có bằng cấp 2 rồi. Má thấy không, nhiều đứa trong xóm mình à, chỉ mới học tới lớp 3, lớp 4 à, là nghỉ mất tiêu rồi. Ủa, dì Chính. À, dì Chính. Chào chị. Chợ chị, hôm nay chị cũng đi bán hả? Mới đi bán về. Ủa, mà sao mang trái cây qua nhiều quá vậy nè? Trời ơi, tôi nói à, tôi đem ít trái cây qua đây để biếu hai mẹ con. Với em cảm ơn con xíu. Bữa hôm mà em bệnh nó đưa em đi chạm xá chị. Dạ có gì đâu. Cảm ơn con nghe. Con mời dì uống nước. Trời ơi, lối xóm giúp đỡ nhau, chuyện đó là bình thường mà chị. Sao mà chị khách sáo quá. Sao dì Chính nhìn con dữ vậy? Dì Chính nói mày nghe nè. Bay đẹp vậy nè, mà bay sống quanh quẩn cái xóm này, Chính thấy uổng thiệt á. Con thấy bình thường mà, con ở đây quen rồi. Chính á, thương con như con của Chính, Chính mới nói á nha. Tao thấy bay á, làm lụng vất vả nè, gian nắng gian mưa, bay làm cực cái thân bay, Chính thấy tội quá à. Mà hả, làm được có vài đồng hả, Chính thương bay quá à con ơi. Dạ, con thấy bình thường mà, trong xóm ai cũng vậy mà. Con đi làm thuê làm mướn quen rồi. Chính có quen biết một vài người ở trên Sài Gòn á, người ta đang mở quán bán cà phê, con có chịu đi làm không? Chính giới thiệu cho đi làm, tháng cũng được vài triệu á con. Dạ thôi, con không quen đi xa đâu. Với lại Chính thấy rồi đó, má con sức khỏe không được tốt, con không bỏ má con ở đây một mình đâu. Đó đó đó, chính cái chỗ mà con thương má của con á, thì con phải lên trên đó làm, rồi kiếm tiền gửi về mà nuôi má. Má con khỏi phải đi bán đi buôn vì vé số cực khổ không? Đó, Chính nói vậy đúng không? Đúng không chị? Chị thấy làm sao? Được không? Trời ơi, em thấy hoàn cảnh của chị á, em tội nghiệp, cho nên em thương lắm. Bởi vậy á, chị đồng ý cho cháu nó đi làm đi, để mà còn phụ gia đình nữa, cho chị đỡ cực cái tấm thân. Dì Chính, dì Chính để cho con với má con suy nghĩ thêm vài ngày nữa đi. Có gì con báo dì Chính hay. Thôi bây giờ á, hai má con á, suy nghĩ rồi bàn tính nghe không. Nếu mà coi như lúc nào mà con thấy được á, cứ báo cho dì Chính biết nha. Dạ, con cảm ơn dì Chính. Thôi dì Chính về nghe. Dạ. Không? Em về nghe chị. Dạ, chị dì Chính về. Con lên Sài Gòn bán cà phê nha má. Dì Chính nói với con là lương một tháng tới 3 triệu lận, người ta bao ăn bao ở nữa. Má cho con đi nha. Con còn nhỏ quá à, má không yên tâm cho con đi xa đâu. Ra đời á, nhiều cạm bẫy lắm, con chưa đủ sức mà chống chọi đâu. Không sao đâu mà má.
Má, con 17 tuổi rồi, con lớn rồi, con đâu còn nhỏ nữa đâu. Với lại bưng bê cà phê cũng dễ với con mà. Cái đó là người ta nói vậy thôi, chứ biết có đúng vậy không. Rồi rủi rồi lỡ ở trển con có bị gì sao má sống nổi. Má yên tâm đi, hư hay không á là do con nè. Với lại con bán cà phê chứ con đâu có làm gì khác đâu. Má đừng có lo nha. Con lên trển, con đi làm được nhiều tiền, con gửi về cho má. Má đừng có đi bán vé số nữa. Hồi trưa này con thấy má xỉu, con lo lắm nha má. Thôi được, để má suy nghĩ lại coi sao đã. Thôi ngủ đi con. Dạ, má ngủ đi. Ừ. Dạ thưa ba, con đi học. Ờ. Chừng nào con thi tốt nghiệp vậy con? Dạ khoảng 2 tháng nữa ba. Rồi con định thi vô ngành nào vậy? Dạ con thi sư phạm, con thích làm cô giáo. Nghề này phù hợp với con đó, ráng thi nghe chưa. Dạ, dạ thôi con đi học nha ba. Ừ. Gì vậy? Sao? Tối nay đùa không? Ở đâu? Chuyện chỗ cũ. Có đồ gì không? Mày muốn đồ gì? Một chầu vũ trường tối nay. Sao vậy? Ok, chơi mày luôn. Được rồi, chơi luôn, đi. Lẹ lẹ đi, xe người ta chờ ở ngoài kìa. Con đi nha má. Con nhớ giữ gìn sức khỏe nghe xíu. Nếu mà thấy làm được thì làm, còn con không làm được thì về với má nha con. Dạ con biết rồi. Má đừng có lo cho con. Má nhớ giữ gìn sức khỏe nha má. Ừ. Tôi đã ứng trước cho chị 1 tháng lương rồi đó. Ở chỗ này tôi quen biết nên uy tín lắm. Chị đừng có lo gì cho con xíu hết trơn á. Con đi nha má. Má không muốn con đi chút nào hết. Hay là con đừng đi nghe xíu. Má trả tiền lại cho dì Chính nha. Đâu có được đâu má. Con đi làm, rồi có gì con xin nghỉ con về thăm má sao nha. Con sẽ về thăm má mà. Thôi đi 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 đi. Ở đây với Sài Gòn có bao nhiêu xa đâu. Cỡ 2-3 tháng nó về nó thăm chị. Con, má giữ gìn sức khỏe nha má. Đi đại đi. Đi đi con, đi. Đi con. Đi đi con. Con đi rồi con về mà má. Lẹ lên, xe người ta chờ kìa. Má giữ sức khỏe nha má. Đi lẹ lên. Đi lẹ coi. Từ từ. Lẹ lên mày. Nhanh đi. Mày đẩy dữ vậy. Đi. Lẹ lên. Ta đi. Đây. Lẹ coi. Nhanh lên. Đây. Lẹ lên. Lẹ. Từ từ. Nhanh đi. Cái con đi thiệt á. Thì kiểu này chị nào mới tới. Đi lên. Lẹ lên mày. Đi. Đi cà rời cà rời hả. Lẹ lên mày. Nhanh lên. Đi nhanh lên. Con mày á. Lẹ lên. Ê à, mày á hả. Hả à, mày, mày. Mày. Mày chết bộ mày. Nhanh lên. Đừng. Lẹ bị đánh chú chờ. Đừng có. Lẹ đi.
Đi mày. Ê, ê, ê. Hả? Trời ơi, người này đâu có đủ đâu. Đưa tiền đi chứ. Đi. Đi. Lên xe. Nhanh lên. Lên mày. Lên. Lên. Ê. Đi nhanh đi. Lên. Đi. Từ từ. Đi nhanh lên. Đi. Đi đi. Lẹ lên thôi. Nhìn gì. Vô mày. Vô mày. Vô mày. Chạy hả? Chạy hả? Thế là đâu vậy? Thả tôi ra. Mày già hả mày? Đứa nào la, giả tét bỏ nó cho tao. Bỏ đứa nó cho tao. Đi mày. Đó này nữa. Đi lên. Đi. Vô mày. Đi. Tao nói cho tụi bay biết, tao đã bỏ số tiền lớn để mua tụi bay về đây, thì coi như tính mạng của tụi bay đang nằm trong tay của tao. Con nào mà dám chống đối với tao, tao sẽ đánh cho mềm xương, rồi bỏ đói luôn đó. Còn đứa nào mà ngoan ngoãn á, thì cơm ngày ba bữa, quần áo lành lặn, son phấn đầy đủ. Tôi xin ông, không tôi xin ông mà, thả tôi ra đi. Làm ơn đi mà. Đi mẹ chưa? Trời ơi. Vậy? Đó, đập đi đó. Mày mà la một lần nữa, tao sẽ cắt cái lưỡi mày luôn đó. Con này nó đẹp nè, tụi mày có đánh nó cũng phải chừa cái mặt ra nghe chưa, để nó còn hốt khách cho tao nữa. Mày nghe chưa? Dạ. Mày liệu hồn mày nghe mày. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.